Redmi K50 Gaming cũng có thể việt hóa 99% ngay khi bóc hộp. Đây là model K50 Gaming phiên bản 12/256GB. Đây em có thể thấy là máy vẫn đang ở phiên bản ROM China anh em nhé. China 13.0.5.0. Và hoàn toàn là chưa unlock. Máy vẫn chưa kích hoạt, vừa mới bóc hộp ra thôi các bạn. Đây là phương pháp việt hóa kiểu mới, không phụ thuộc vào thêm. Anh em hoàn toàn có thể chọn các cái chủ đề khác nhau mà không hề ảnh hưởng đến tiếng Việt. Đây mình có thể chọn sang chủ đề khác này. Đó, như em thấy. Và nó rất là mượt anh em. Nó rất là mượt. Nó không có gì thay đổi, không có gì khác so với cả phiên bản tiếng Anh trước khi mình việt hóa đâu. Mượt mà và ổn định anh em nhé. Cực kỳ mượt luôn. Các dịch vụ của Google cài đặt đầy đủ,